Chúng ta ý thức là chúng ta đang trong giờ thiền tọa, đang ngồi yên, được trở về với chính mình, tạm tách rời quá khứ, tương lai, có mặt trọn vẹn, đích thực, trong giờ phút của hiện tại. Tâm đang trở về với thân bằng cách là chú ý vào thân, biến thân là đối tượng duy nhất để tâm nương tựa bám vào trong giây phút này. Tạm thời gác lại những nỗi quan tâm, những kế hoạch dự án. Chỉ có chính mình trong giây phút này, chỉ có thân và tâm đang hòa quyện cùng nhau. Thân tâm nhất như, thân với tâm là một. Thân ở đây và tâm cũng ở đây. Tôi đang có mặt cho chính tôi. Tôi đang ngồi rất yên, rất an toàn, rất vững chãi, rất tỉnh thức. Tôi biết tôi đang ngồi. Ngồi trong sự thảnh thơi nhẹ nhàng, không lo lắng, không sầu muộn. Buông bỏ quá khứ và tương lai. Chỉ nắm chắc phút giây này. Phút giây tôi đang sống với một cái tâm rất là trong trẻo, rất là bình yên. Thả lỏng hết toàn thân. Cảm nhận đôi mắt đang khép nhẹ. Thả lỏng các cơ bắp quanh vùng mắt, đôi chân mày. Nở nụ cười hàm tiếu. Cảm nhận nụ cười trên đôi môi đang căng nhẹ. Cảm nhận các cơ bắp trên gương mặt cũng được căng nhẹ, thư giãn, an tịnh. Tôi đang biết, tôi đang nhận biết cái gì đang xảy ra trên gương mặt của tôi trong giây phút này. Tôi đang tỉnh thức, tôi đang thiền và đối tượng của thiền tập đó là thân thể, là các bộ phận trên gương mặt của tôi. Tôi chỉ ghi nhận thôi, mỉm cười ghi nhận. Và tâm tôi bắt đầu sáng ra từ từ để ghi nhận rõ từng đường nét, từng chi tiết đang xảy ra trên gương mặt của tôi. Nhưng mà tôi không để mình đắm chìm vào các đối tượng. Tôi bắt đầu tiếp tục thư giãn, thả lỏng các bộ phận khác trên cơ thể. Tôi vẫn giữ chiếc cằm vừa phải, không có cúi xuống quá sát hay là ngẩng lên quá cao. Thả lỏng đôi bờ vai. Thả lỏng thật sự. Thả lỏng luôn hai cánh tay và các ngón tay. Tôi cảm nhận lòng bàn tay này đang đặt lên lòng bàn tay kia, rất ấm áp, rất dễ chịu. Hoặc là tôi đang đan các ngón tay lại với nhau để giữ năng lượng từ cánh tay này truyền qua cánh tay kia. Tôi cảm nhận sự thả lỏng đó. Và tôi vẫn giữ cột sống thẳng đứng để thể hiện sự tinh tấn, nỗ lực trong giờ ngồi thiền của tôi. Trừ phi cột sống tôi có vấn đề, thì tôi không thể ngồi thẳng liên tục được. Thỉnh thoảng thì tôi phải đổi tư thế một chút, nhưng mà sẽ cố gắng giữ cột sống thẳng đứng, nhưng vẫn có sự thư giãn
Và tôi cảm nhận hai bắp chân tôi đang chồng lên nhau. Tôi đang ngồi trong thế hoa sen, nửa hoa sen. Thế ngồi rất vững chãi, rất bình yên. Buổi sáng hôm nay, tôi đã tinh tiến tới đây tu tập, ngồi thiền chung với đại chúng, ngồi rất vững vàng, không chạy theo ngoại cảnh nữa, không để cho những vọng tưởng đuổi kịp tôi nữa. Tôi đang an trú vững chãi trong chính mình. Tôi đang ngồi trên chiếc tọa cụ xinh xinh dễ thương. Và bao quanh tôi là đại chúng cũng đang tinh tiến tu tập. Một năng lượng rất là hùng hậu đã truyền cảm hứng rất lớn cho tôi. Tiếp theo, tôi đưa sự chú tâm của tôi đến sự phồng xẹp của bụng. Và tôi biết là bụng tôi lúc nào cũng phồng xẹp một cách tự nhiên. Tôi không làm gì cái bụng tôi cả. Tôi chỉ chú ý hoặc là cảm nhận trực tiếp cả tiến trình bụng phồng lên, rồi cả tiến trình bụng xẹp xuống. Chỉ có tâm tôi và sự phồng xẹp của bụng thôi là một cặp đang có mặt với nhau. Bụng phồng xẹp và nhận biết. Sự nhận biết đang có mặt, biết có sự phồng xẹp. Phồng như thế nào, xẹp như thế nào, như thế nào cũng được cả. Chỉ cần biết có một tiến trình như vậy đang diễn ra mà hàng ngày tôi lại không để ý tới. Tức là tôi đang thở. Khi tôi thở vào, lấy thanh khí từ đất trời đi vào, thì bụng tôi sẽ tự động phồng lên. Rồi bụng tôi xẹp xuống, tức là tôi đẩy những uế khí đi ra ngoài. Tôi và đất trời đang luân lưu, đang kết nối chặt chẽ với nhau, không ngừng kết nối. Chỉ có điều tôi quên, tôi đánh mất sự tỉnh thức, tôi không nhận ra. Giây phút này là giây phút tỉnh thức. Ngồi thiền là để phát triển sự tỉnh thức. Nhận biết tôi đang thở. Nhận biết đất trời đang nuôi dưỡng tôi. Tôi là con của đất trời. Cảm nhận cả tiến trình bụng phồng lên, cả tiến trình bụng xẹp xuống. Chỉ cần chú ý vào chớp của phần bụng và cảm nhận trực tiếp, không tác động, không nhúng mũi vào can thiệp, không điều khiển. Phồng nè, xẹp nè, vào nè, ra nè. Tôi không cần đếm hơi thở, tại vì tôi muốn cảm nhận trực tiếp hơi thở. Đây là kỹ thuật thiền tập rất quan trọng. Tôi không đọc lầm bầm bất cứ một câu gì cả. Kể cả câu thở vào, thở ra cũng không đọc luôn. Cũng không đọc phồng xẹp luôn. Tôi chỉ có sự cảm nhận trực tiếp. Tôi chỉ có cái biết. Có hơi thở vào, có hơi thở ra. Và tôi còn biết mỗi hơi thở đều mang một cái thông điệp riêng, có một sự vận hành riêng. Mỗi hơi thở đều có sự khác biệt, không hơi thở nào cả. Nhưng mà mặc kệ, không sao. Vấn đề ở đây là tôi cần được quay về thắp sáng chánh niệm, sự tỉnh thức, để biết cái gì đang diễn ra trong tôi. Mượn sự phồng xẹp, mượn hơi thở vào ra để an trú, để định tâm, để phát triển chánh niệm. Tôi còn có thể nắm bắt hơi thở tôi ở một nơi khác, đó là vành trong của lỗ mũi. Không khí đi vào
không khí đi ra sẽ chạm nhẹ tại một điểm nào đó và tôi bắt đầu chú ý vào điểm đó. Chỉ chú ý vào điểm đó thôi mà đừng rượt đuổi theo hơi thở. Đừng điều khiển hơi thở theo ý mình. Hãy để nó trôi tự nhiên theo tiến trình của nó. Hoặc là mình vẫn có thể lắng nghe hơi thở khì khì nhẹ nhẹ ở phần trong lỗ mũi và mình lắng nghe hơi thở đó thôi. Lắng nghe tiếng động của hơi thở cũng được. Và nhớ, trong khi thở, ta vẫn nở nụ cười hàm tiếu, ghi nhận, à đây là hơi thở vào, à đây là hơi thở ra. Hơi thở vào này như vậy đó, hơi thở ra này như vậy đó, tôi ghi nhận. Có khi ghi nhận một cách tổng quát cũng được. Có khi mình muốn thì mình vẫn có thể ghi nhận một cách chi tiết, đường nét. Ghi nhận đó gọi là niệm. Hoặc là chỉ cần chú ý vào một điểm nào đó, nơi hơi thở chạm vào vành trong lỗ mũi, hoặc là trên chóp bụng, và giữ tâm liên tục trên điểm đó mà không cần biết nó như thế nào, chỉ biết là mình đang định tâm, chú tâm, thì cái đó gọi là định. Muốn định cũng được, muốn niệm cũng được. Khi tâm lừ đừ, mờ mịt thì hãy phát triển niệm. Khi tâm loạn tưởng, chụp bắt liên tục thì hãy phát triển định. Thả lỏng, mỉm cười, tiếp tục chú tâm trên hơi thở hoặc là quan sát hơi thở. Kể cả khi chúng ta không thể chú tâm hay là quan sát được trên hơi thở của mình, thì chúng ta vẫn nhớ thả lỏng và cảm nhận sự thả lỏng toàn thân cũng được. Đó cũng là một phần của thiền tập. Hoặc là chúng ta có thể chú ý tới đôi môi đang cười mỉm như ban đầu, đôi mắt đang khép nhẹ, hoặc chú ý vào đầu chóp mũi để giữ tâm lại. Đừng để tâm phóng dật, buông lung, trôi bồng bềnh. Vì đây là giờ ngồi thiền. Neo con thuyền tâm lại, không cho trôi bồng bềnh, phiêu lãng nữa. Hãy thường xuyên kiểm tra xem dáng ngồi mình có vững chãi không, lưng có thẳng đứng không, chiếc cằm có để vừa phải không, và kiểm tra xem mình có thật sự thư giãn từ các cơ bắp trên gương mặt tới đôi bờ vai hai cánh tay không, và cuối cùng kiểm tra xem tâm mình đang chú ý vào đối tượng nào, hơi thở hay là các bộ phận trên cơ thể, hoặc là nó đã trôi về quá khứ, tương lai rồi.
lại kiểm tra xem tâm ta đang làm gì đó, đang suy nghĩ mông lung, đang dật dờ mờ mịt như là lạc vào vùng sương mù, hay là đang rất là tỉnh táo, tinh tấn, giữ tâm, chuyên chú hoặc là quan sát trên đề mục của mình. Mỗi khi phát hiện tâm mình phóng đi, ta vẫn hoan hỷ, vui vẻ, đưa tâm trở về với hơi thở bằng cách chú ý hơi thở vào, hơi thở ra, hoặc quan sát hơi thở vào như thế nào, hơi thở ra như thế nào. Như thế nào cũng được, chỉ cần có sự nhận biết rõ ràng, tinh tường, nghĩa là tâm ta đã trở lại. Cố gắng tiếp tục giữ tâm như vậy trong sự thư giãn. Tâm ta đâu rồi?
Có chú ý hay là quan sát trên đề mục của mình không? Chú ý và quan sát với một thái độ như thế nào? Có siêng năng tinh tấn hay là buông thả? Năng lực của sự chú ý quan sát có cao không? Hay là vẫn yếu ớt, vẫn bị những vọng tưởng kéo đi? Sao cũng được, chỉ cần quét sơ qua để nhận biết tình trạng của mình hiện tại là như thế nào. Kể cả biết là mình đã trải qua những cơn vọng tưởng hoặc là một cơn cảm xúc nhẹ, thì chỉ cần mỉm cười ghi nhận rồi lại tiếp tục trở về với giây phút của hiện tại. Đừng bận bịu với những điều đã qua, với quá khứ. Trải nghiệm gì cũng được hết, dù là trải nghiệm tốt hay là không tốt, đều là những chất liệu quý giá của thiền tập. Điều quan trọng là luôn trở về với giây phút của hiện tại để biết, để tỉnh thức. Và đề mục chúng ta chọn để giữ tâm an ổn nhất đó là hơi thở. Hơi thở đi vào, hơi thở đi ra. Định tâm ở một điểm nào đó trên hơi thở, hoặc quan sát từng hơi thở đi vào và đi ra, biết rõ phẩm chất của từng hơi thở.
Tôi lại kiểm tra một lần nữa dáng tôi đang ngồi có thẳng thốt không, có vững chãi không, và quan trọng là có sự thư giãn không. Chiếc cầm để vừa phải chưa, đôi vai có thả lỏng không, có vẫn giữ nụ cười hàm tiếu không. Và nếu cảm thấy bị tê chân, có khuynh hướng muốn được đổi chân, thì trong trường hợp cái mức độ tê vừa phải thì chúng ta hãy cố gắng kiên trì đừng đổi chân. Hãy quan sát và cảm giác khó chịu đang diễn ra trên đôi chân. Xem nó thuần khiết chỉ là sự tê chân hay là còn phản ứng chống trả lại của chính ta không chấp nhận sự tê chân, muốn chấm dứt sự tê chân, muốn được đổi chân ngay lập tức. Hãy quan sát tâm hành ấy là một đề mục quan trọng của thiền tập. Còn nếu chúng ta thấy không muốn quan tâm cảm giác ấy không làm phiền đến ta, thì ta hãy trở về với đề mục chính của mình là hơi thở vào và ra. Chỉ cần biết vào ra, chỉ cần chú tâm trên đề mục hơi thở là được rồi. Nhưng nếu sự tê chân hoặc dẫn tới sự đau nhức nó làm phiền đến ta, nó khiến tâm ta không thể định tâm hay là quan sát trên hơi thở được, thì chúng ta hãy biến cái đau nhức ấy thành đề mục của thiền tập. Ta đang ngồi quan sát cái đau, cái tê, để xem trong đó nó có cộng thêm vào thái độ phiền hà chống trả của ta không. Và hãy quan sát luôn thái độ ấy, tại vì thái độ ấy là dư thừa không cần thiết, ta có thể thu lại để chỉ còn một cảm giác tê, cảm giác đau thuần khiết không hề có phản ứng. Thì cái tê, cái đau ấy sẽ giảm đi rất nhiều, và nội lực chúng ta theo cách đó sẽ tăng lên. Nhưng nếu chân chúng ta nó không chịu nổi nữa, chân chúng ta nó có vấn đề đang không ổn, mà sức chịu đựng của chúng ta đã cạn kiệt, thì chúng ta vẫn có thể nhẹ nhàng đổi qua chân khác, hoặc thậm chí vẫn có thể duỗi ra. Nhưng nhớ là vẫn quan sát tiến trình ấy, không để tâm rời khỏi mỗi hành vi cử chỉ của mình, và hành động hết sức là nhẹ nhàng, không gây tiếng động, để không gây ảnh hưởng đến các bạn đồng tu đang tĩnh tâm bên cạnh mình. Vẫn giữ tâm nhẹ nhàng, từ tốn và tinh tế.
thở, thở và thở. Chuyên chú, chuyên chú, chuyên chú. Hoặc quan sát, quan sát, quan sát. Thả lỏng, thả lỏng, thả lỏng. Nhận biết, nhận biết, nhận biết. Ghi nhận, ghi nhận, ghi nhận. Mỉm cười, mỉm cười, mỉm cười.
Tinh tiến, vẫn tinh tiến giữ tâm trên đề mục thiền tập, giữ sự bình an thuần khiết trong lòng. Và gần 45 phút trôi qua, đại chúng đã chế tác rất nhiều năng lượng bình an và thanh tịnh trong lòng. Với năng lượng này, hôm nay nhân ngày của mẹ, Mother's Day, đại chúng hãy gửi năng lượng bình an đầy yêu thương, đầy thanh tịnh này đến đấng sinh thành của mình, đặc biệt là mẹ. Dù mẹ mình đang có mặt với mình trong cuộc đời này hay đã đi một nơi rất xa ra khỏi thế giới này, thì chúng ta vẫn tin chắc rằng liên hệ thiêng liêng giữa mẹ con sẽ không bao giờ bị gián đoạn, chia lìa. Và những gì xảy ra cho mẹ là sẽ xảy ra cho con, và những gì xảy ra cho con là xảy ra cho mẹ. Con xin gửi năng lượng bình an thanh tịnh này đến mẹ, dù mẹ đang ở nơi đâu. Và con vẫn tin rằng với năng lượng thuần khiết bình an này sẽ làm cho mẹ được bình an hơn. Con đang liên tưởng đến mẹ, gương mặt của mẹ, nụ cười của mẹ, ánh mắt của mẹ và tất cả tình thương yêu, tuệ giác mà mẹ đã trao cho con. Và con tin rằng đây là món quà tốt đẹp nhất mà con có thể chế tác ra được, hiến dâng lên mẹ. Xin cảm ơn mẹ của con rất nhiều. Bây giờ mời đại chúng nghe một tiếng chuông để chúng ta kết thúc giờ thiền tọa.